Nó theo kiểu mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày xưa nói đó, là ngày hôm nay có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Lý do rằng là ông Ed Roy, dân biểu của liên bang, đơn vị ở California này, tuyên bố rằng cuối năm này ông sẽ từ chức, Mãn nhiệm rồi. mãn nhiệm. Ông vừa từ mãn nhiệm vừa từ chức, tức là ông không ra tranh cử. Theo luật của liên bang á, ông có quyền ra tranh cử cho tới khi ông chết mà thôi. Nếu ông được tái đắc cử thì ông cứ giữ chức vụ đó. Tuy nhiên rằng ông ra tranh cử đó thì trở lại thì chưa chắc ông đã được giữ cái chức vụ đó, tại vì đó theo luật của Quốc hội của Hoa Kỳ đó, Hạ viện nó chỉ có quyền giữ một cái chức vụ đó 6 năm. Thì ông giữ đúng 6 năm, cuối năm này là ông hết 6 năm. Thì ông ra tranh cử mà ông đắc cử thì ông về ông sẽ trở lại một một dân biểu bình thường. Chưa chắc ông đã được giữ một cái chức vụ khác, bởi vì cái chức vụ đó đó theo luật Mỹ đó là anh chỉ giữ 6 năm và anh không được giữ trở lại lần nữa. Đấy. Tức là anh giữ được 2 nhiệm kỳ rồi, đấy, mỗi nhiệm kỳ 3 năm. Đó. Thì cũng giống như Việt Nam, đúng như Việt Nam là tổng thủ tướng mấy này kia, cả chủ tịch cái gì đúng 2 nhiệm kỳ, nhưng có khác là nhiệm kỳ là 5 năm. Thì nhưng mà đây ý chúng tôi nói tin buồn là thưa bác Phương, đó là ông này là đảng Cộng Hòa. Thì tin buồn á, riêng đối với là đảng Cộng Hòa sẽ mất đi, cuối năm này sẽ mất đi Một một đối thủ, một một lá phiếu. Nếu cái người thay thế của ông Elroy không phải là đảng Cộng Hòa, mà theo cái tình hình của Cali á, thì quận Cam này đó, cái đảng Dân Chủ sẽ có cơ hội để đưa một người đảng Dân Chủ vào, tại vì cái Fullerton, cái đơn vị của ông Elroy, ông nắm quá nhiều rồi, quá lâu. Cái thứ hai nữa đó là cái nhóm Việt Tân, bởi vì ông này là cha đẻ của cái gọi là Radio Free Asia, tức là Đài Á Châu Tự Do. Sau khi mà cái cuộc mà ở Âu Châu xong đó, thì Đảng Cộng sản là như là Ba Lan hay Hungary hay là Tiệp này kia được giải phóng, thì chính phủ Mỹ nói rằng là cái chương trình Radio Free Europe, tức là Âu Châu đó, xong rồi. Thì thay vì cái tiền đó họ dùng cho một cái quỹ khác, thì ông Elroy cùng với bà Laura Sanchez là của Đảng Dân Chủ, hai người mới, ông Elroy là cha đẻ của cái dự luật đưa cái số tiền đó qua bên cái Đài Á Châu Tự Do, tức là mở cái chương trình Việt ngữ về Việt Nam. Thì lúc đó, đó Hoa Kỳ vẫn còn đang chống Việt Nam và vẫn còn cấm vận nữa. Và năm ngoái bà Loretta Sanchez, tức là 2016, bà đã bị rớt đài, bà ra ứng cử và rớt đài, thành ra đảng Việt Tân mất đi một người ủng hộ rất là mạnh. Bây giờ cuối năm nay ông Elroy cũng ra đi thì là họ sẽ hoàn toàn mất, không còn một cái thế nào ở trong, ngoại trừ ông dân biểu, nhưng mà ông dân biểu này thì chỉ dân biểu của tiểu bang California thôi, tức là ông Alan Lowenthal. Ông Alan Lowenthal sẽ tranh cử với ông Diệp Minh Trường. Diệp Minh Trường sẽ đại diện Đảng Cộng Hòa, nhưng mà lần này chắc chắn là Diệp Minh Trường cũng bị rớt qua cái vụ mà gọi là khủng hoảng của thành phố Westminster. Đó, thì mời bác Cao Phương có ý kiến gì về cái vụ ông Elroy này và cái đài Radio Free Asia. Bác nghĩ rằng mình có nên mừng hay vui nếu mà cái đài này đóng cửa không? Tôi thì tôi thú thiệt tôi cũng đã ở đây nhà ba trên 30 năm rồi. Thì tôi thấy Dân Chủ hay Cộng Hòa gì thì cũng thế thôi. Thì tôi nghĩ là thứ nhất là cái tệ hại hơn nữa Nếu mà cái đài này đóng cửa không? là Tôi thì thứ nhất là cái đảng Dân Dân Chủ. Chủ hay Cộng Hòa gì thì cũng thế thôi. Nhà thứ nhất là thứ nhất là đảng Cộng Hòa. Thì tôi thấy thì bao nhiêu năm nay tôi thấy đảng Cộng Hòa
kể cả những người mà được cộng đồng Việt Nam cái phía mà chống cộng khen rồi tùm đủ các thứ đó, thăm mọi thứ, nhưng mà tôi thấy Cộng hòa Dân chủ ở cái phía mà thứ nhất là cái vùng mấy cái quận hạt mà có người Việt ở đông thì cũng chẳng đem lợi lộc gì thế đó. Ông này có lên, ông này có xuống đi nữa thì cuộc đời cũng thế thôi. Chúng ta cũng vẫn phải tỏ ra chúng ta xứng đáng là một người Việt ở nước ngoài, mà lo lắng để giữ gìn cái bản chất Việt Nam, cái tiếng tăm của người Việt Nam, dù là ở phía những người sang đây tị nạn hay là phía sau này là đồng bào Việt Nam sang bên đây đoàn tụ gia đình này kia, thì chúng ta cũng vẫn là người Việt Nam thôi. Thế nên hướng về đất nước là bổn phận của người Việt Nam, dù là Dân chủ hay Cộng hòa. Còn những ông nói là dựa vô Cộng hòa, bởi vì Việt Nam Cộng hòa cũ, bây giờ mình phải bầu, mình phải lo, mình ủng hộ mấy con gà của Cộng hòa, mà những con gà của Cộng hòa là những con gà xấu, như gà thối, những con gà mà chưa đá là đã lo chạy rồi. Còn ngoài ra còn phe đảng này kia các thứ, thì đối với tôi dù Cộng hòa có nhiều thêm mấy có được ông này mất ông này hay là được thêm một hai ông đó thì cũng chẳng có làm sao cả. Người Việt vẫn phải lo cho người Việt, người Việt ở đây, lo cho người Việt ở cái đất Hoa Kỳ, và phải lo cho người Việt ở trong quốc nội, tức là những người Việt Nam đồng bào ruột thịt của chúng ta còn đang ở Việt Nam. Thế thôi, chứ còn đừng có nghĩ rằng Cộng hòa thì là Cộng hòa là nó lo cho được mình, cho người Việt đây. Bây giờ trước chúng ta là Việt Nam Cộng hòa. Thôi, cái quan niệm đó nó cũ lắm rồi, mà nó trong quá khứ nó đã chứng tỏ là sai lầm nhiều lắm rồi. Thành ra ngay như cái bà Lourdes Sánchez ở Đảng Dân chủ mà đã lo cái gì được chưa? Đã giúp cái gì được cho Việt Nam? Rồi cái ông Ed Royce này đã lo cái gì được cho người Việt Nam? Hay là ông chỉ lo chống cộng, ông chỉ lo có thêm tiền để làm đài phát thanh này kia cái nọ, hướng về đất nước để mà xuyên tạc cho nhiều, để chửi bới cho nhiều lên? Thì thôi, thì tôi thấy rồi bà Loretta Sanchez cái gì, tuy là không phải là Cộng hòa, là Dân chủ, nhưng mà bà đã làm cái gì cho, như là cho những người Việt Nam ở đây và cho những người Mỹ chính thống ở đây không? Cũng chỉ là lo vận động vớ vẩn ba cái tiền nông, lúc nào cũng chống cộng, lúc nào cũng là nhân quyền cái gì ở đây đó. Mà chúng ta ở đây còn chưa có nhân quyền nữa thì làm sao mà lo cho người Việt ở trong nước nghĩa là được nhân quyền? Cái đó cũng chỉ là những cái phỉnh gạt trước khi bầu cử và sau khi bầu cử, thế thôi. Vâng, bác Phương phân tích rất là đúng, là bây giờ đó là tại sao mình có một cái tinh thần nô lệ. Mình cứ đặt mình phải vào là Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ. Đấy, đồng ý rằng các bạn tin tưởng vào một cái đảng nào đó thì cái đảng đó nó sẽ giúp cho mình đời sống, an sinh xã hội cái gì, cái đó là cái quyền của mỗi người. Nhưng mà đó, mình không tự lực cánh sinh rằng ông Donald Trump ông đã nói một câu: tôi đặt quyền lợi nước Mỹ lên hàng đầu. Có nghĩa rằng là ông trả lời rõ ràng rồi. Khi mà các bạn vào trong nước Mỹ, các bạn đi vào trong cái quỹ đạo và cái môi trường sống của Mỹ, chứ không phải là quỹ đạo vào đây là quý bạn. Ê, tôi là thằng Việt Nam tị nạn, bây giờ tôi muốn là phục hồi chiến tranh Việt Nam, hay là tôi muốn là quý vị vinh danh chiến tranh Việt Nam, hay là tôi muốn quý vị phải xin lỗi cái chiến tranh Việt Nam. Không có chuyện đó. Và bây giờ cái tát vỡ mặt cho cộng đồng Việt Nam, mình đã tin tưởng quá nhiều vào các dân cử Đảng Cộng hòa. Và bây giờ trở lại các vị, quý vị thấy rằng các ông Cộng hòa còn lại bao nhiêu người dân biểu và thượng nghị sĩ họ ủng hộ cả quý vị không? Đấy. Mình nên nhớ rằng mình yêu nước bằng cái sức mạnh của mình. Không ai yêu nước Việt Nam bằng người Việt Nam. Ông Donald Trump ông đã nói rồi: tôi đặt quyền lợi nước Mỹ lên hàng đầu. Và quý vị trong cái phòng này, tức là cái hội nghị APEC, cũng đặt cái quyền lợi của quốc gia quý vị lên hàng đầu. Đấy. Ông nói thẳng, không có ai cãi được ông một tiếng nào hết. Không một tiếng sầm xì nào kia. Ông nói quá đúng. Đó là chủ nghĩa dân tộc của Bác Hồ.
Rõ ràng Bác Hồ đã từng nói rồi, tôi không phải là người của Đảng Cộng sản, tôi không, tôi là người của dân tộc chủ nghĩa. Và Đảng Cộng sản đại hội kỳ ba, cái Đảng Cộng sản cái đệ tam quốc tế ở bên Pháp lúc đó đã từng, ấy không cho ông Hồ Chí Minh nói nữa, ông Nguyễn Ái Quốc này nói là bởi vì ông này ông chủ nghĩa dân tộc, ông phải là chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà sau đó, đó với sự là lobby với nó, Bác Hồ vẫn được lên phát biểu như thường, và bài phát biểu của Bác Hồ đã được mọi người tán đồng. Cũng như ngày hôm nay ông Donald Trump ông nói gì, ông khen Nga, ông mới khen tuần trước ấy, những người mà Việt Nam bây giờ đi bầu cho Đảng Cộng Hòa nghĩ sao. Ông Donald Trump ông bảo rằng á, tôi đồng ý với chính sách của Nga và tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải kết hợp. Đó là một cái hình thức rất đúng và cộng đồng Việt Nam mình cũng nên bắt chước. Tại sao mình cứ chống nhà nước Việt Nam ngoài chống ngoài mà mình chẳng có gì để chống hết, chỉ cầm cái lá cờ phất lên phất xuống là hoan hô đà đảo. Trong khi đó tại sao mình không viết những cái thỉnh nguyện thư đề nghị lên tổng lãnh sự hay là lên trên cái đại sứ, chúng tôi là những người Việt Nam yêu nước. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin xác nhận, yêu nước không phải là yêu lá cờ đỏ sao vàng, yêu nước không phải là cầm cái lá cờ phất lên ấy đây cờ đỏ ấy đây cờ vàng, không phải như vậy. Yêu nước là mình yêu cái tổ quốc của mình, mình yêu cái đất nước mình đang có trên 90 triệu dân đang sinh sống. Mình yêu nước là mình làm cho đất nước mình mỗi một ngày cường thịnh, xã hội tốt đẹp hơn, và cái tuổi trẻ Việt Nam có cơ hội để mà vươn lên cùng thế giới mới gọi là yêu nước. Chứ tại sao mình cứ đi thấy ông bác Trần Đại Quang qua đi ra kém cầm cái cờ vàng, cái cờ của nước Việt Nam Cộng Hòa nó đâu mà có đâu còn làm gì nữa đâu, mà lại mang ra này đón Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa. Thế quý vị mượn ông Trần Đại Quang để quý vị nói rằng cái nước Việt Nam Cộng Hòa, cái đó là cái gọi là đi mượn cái hình ảnh của một người lãnh đạo. Thế ông Nguyễn Tấn Dũng qua rồi, ông chủ tịch Trương Tấn Sang qua rồi, bà Lê Thị bà Nguyễn Thị Kim Ngân qua rồi, ông Nguyễn Sinh Hùng qua, tất cả đi qua rồi, cái rồi cái cũng đều cái đi ra biểu tình. Mà mới đây ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa lên đắc cử, ông Donald Trump cũng là mới đắc cử, hai người đắc cử gặp nhau ôm chầm lấy nhau đấy. Nhưng mà cái là giống như là một người bạn rất là thân thiết. Có bao giờ mà Tổng thống Mỹ mà đi ôm một người khác như vậy? Chưa bao giờ. Đây là hình ảnh là đầu tiên tôi mình thấy. Thế thì bây giờ tôi nhìn thấy rằng cái vấn đề ở cái đáy ở vấn đề đây là quý vị đã đấu tranh sai. Nếu mà quý vị biết cách đấu tranh, quý vị hợp tác với nhà nước Việt Nam, ok, quý vị trong nước, quý vị có sản phẩm, quý vị đưa ra đây tất cả những sản phẩm Việt Nam, cái là gạo lúa mì rồi cái là cả ngô bắp rồi là cả sữa này kia, cà phê này kia, quý vị mang đây, chúng tôi mở những cái thương vụ ở đây, ok, thế rồi cái mình buôn bán với nhau, một bên là đại diện, một bên có sản phẩm đó. Còn cái vấn đề mà chi tiết ở bên trong thì là quý vị dư sức, quý vị đủ sức, quý vị có luật sư, quý vị có cái hiểu biết về cái vấn đề mà nước Mỹ. Thế có phải lúc đó bây giờ mình mà vừa mang tiền về cho quê hương mà mình lại có dịp cơ hội mình đi về mình thăm đất nước, đi về tham quan. Ở bữa nay nghe nói Vinamilk mới mở một cái cơ sở ở trên Thanh Hóa. Vậy thì mình chạy lên mình Thanh Hóa rồi, xin lỗi quý vị nha, đừng có nói là cả dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu à. Quý vị có ghét Lê Xuân Nghĩa, quý vị đừng có nói cái câu đó, quý vị nhục mạ toàn thể người. Chắc chắn là cả một con đường đó, là cái con đường mòn Hồ Chí Minh đó là phải bị chặn à. Đằng này xe cộ vẫn chạy như thường, trong kia là đen nghịt người, xe cộ đậy hàng lớp lớp mà hết chỗ đậu, phải đi ra đi qua bên mấy cái bãi ruộng bên cạnh để đậu này, cái bãi đất bên cạnh này đậu đậu rất là đông. Đấy là một cơ sở thể nhận những cái sự thành công ở trong nước, mình phải mừng, bởi vì chính phủ có tiền thì dân chúng đỡ cực khổ. Bác Vương đồng ý không? Thì cái vấn đề ở đây á, ông Ed Royce, okay, ông còn tới cuối năm 2018, sau Tết chúng tôi sẽ viết lại cái lá thư với bốn ông Tổng thống Mỹ tới Việt Nam trong vòng 10 năm, với những cái thành quả của Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay,
Và cái tinh thần gọi là cái Đảng Cộng sản, chống Đảng Cộng sản, nó lỗi thời rồi. Yêu cầu ông dẹp lại cái đài, chương trình Việt ngữ của đài RFA. Tôi sẽ làm lại cái lá thư đó. Ông né tránh, nhưng mà bây giờ ông đi về, ông sắp sửa về hưu. Ông hãy chứng tỏ rằng á, cái con tim của ông đi, ông xác nhận điều đó. Ở Việt Nam còn Cộng sản không? Ông đi về Việt Nam ông thấy rồi. Ở nước Việt Nam là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, và cái khuôn mẫu này sẽ được Tổng thống Donald Trump áp dụng cho nước Mỹ. Và nhiều nước cũng sẽ áp dụng như vậy. Và ở đây...